Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mối nguy của Tổng Trọng. Một sự thật mà nhiều người không đánh giá đến là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể bị hạ bệ bất cứ lúc nào. Thường ai cũng nghĩ ông Trọng đang ở đỉnh cao của quyền lực, ai cũng sợ và có nhiều người trung thành với ông. Hãy thử phân tích xem quyền lực của ông có được là do đâu. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam hiện nay. Thứ nhất là từ sự ủng hộ của Trung Quốc. Thứ hai là ủng hộ của mọi tầng lớp xã hội. Và thứ ba là từ phe phái trung thành mà ông gây dựng được. Về sự ủng hộ của Trung Quốc cũng có mặt trái của nó. Ông Trọng đã tuổi cao và sức yếu. Ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Trung Quốc không thể không tính đến việc chọn người thừa kế ông. Người ấy phải đảm bảo giữ được mối quan hệ anh em như ông Trọng đang làm. Điều kiện nữa là người đó phải đủ tuổi và sức khỏe để duy trì được tình trạng ổn định lâu dài. Với tình trạng sức khỏe và tuổi tác của ông Trọng như hiện nay, họ rất cần Việt Nam chọn được người phù hợp kế nhiệm. Hiện nay, nhiều ứng cử viên thì muốn chức Tổng Bí thư cũng đang nỗ lực làm mọi điều kiện để Trung Quốc công nhận họ. Một khi ứng viên nào đó được Trung Quốc công nhận, chuyện ông Trọng về giữa kỳ là hoàn toàn có thể xảy ra. Như thế, quyền lực của ông Trọng có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào khi mà ứng viên được chọn. Cho dù không chuyển giao ghế Tổng Bí thư, thì ứng cử viên được chọn vẫn là người quyền lực nhất. Mọi phe phái sẽ đổ xô về ứng cử viên đó để lấy lòng, tạo quan hệ. Về sự ủng hộ của mọi tầng lớp trong xã hội, cái này chỉ mang tính chất hình thức. Người ta có thể quay ngoắt hoặc lạnh nhạt ngay lập tức với ông. Hơn nữa, với thể chế độc tài mà dân chủ bị tập trung thì những ủng hộ trong mọi giai tập tầng lớp xã hội chẳng là gì cả. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một lần gặp tại Bắc Kinh. Thứ ba là phe phái trung thành với ông Trọng. Thẳng thắn mà nhìn sự trung thành này không xuất phát từ lý tưởng. Cho nên nó dễ dàng thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo lợi ích và tình thế. Ông Trọng đang chơi ván bài tạo ra quyền lực đầy mạo hiểm. Đó là ông tạo ra các phe phái cắn xé lẫn nhau. Đây là cốt lõi trong thuật cai trị cộng sản dưới cái gọi là đấu tranh giai cấp. Tức là luôn tạo ra những mâu thuẫn để cấp dưới muốn hại nhau, mình đứng ung dung ở trên làm người phán xử. Ví dụ ông chia nội bộ ra làm 5 phe kình địch nhau, 5 phe luôn đưa đơn tố cáo lẫn nhau. Ông chỉ cần phán một phe nào đó chết, tức khắc 4 phe kia đồng tình vì nghĩ loại được phe cạnh tranh nào tốt phe nấy. 4 phe ấy sẽ xúm vào tung hô ủng hộ ông. Ông đã mất một nhiệm kỳ đầu tiên để cho hai phe Tư Sang, Bà Dũng đấu nhau và rút cục cả hai phải về. Còn ông thì lại ở tiếp. Ở nhiệm kỳ sau, ông tiếp tục phân chia các phe như Xuân Phúc, Đại Quang, Đinh Đa Thăng, Nguyễn Văn Bình, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình, Tô Lâm. Đến nhiệm kỳ 13, ông để Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú thành các thế lực tranh giành lẫn nhau. Ông còn đủ sức duy trì các sứ quân cân sức ngang ngửa đấu đá nhau. Ông còn quyền lực. Nhưng nếu vài nhóm sứ quân liên kết với nhau, thỏa thuận chọn ra được người kế nhiệm, ông Trọng sẽ về ngay trong hội nghị trung ương hoặc bệnh tật mà chết đột tử. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang chết đột ngột khi đang giữa nhiệm kỳ. Như bài trước đã có viết có tên Đất có thời, dân có vận. Thiên hạ đang chia thành rất nhiều phe, chẳng hạn như phe Hưng Yên, Tây Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số vùng miền khác như Quảng Nam, Long An. Lúc ông Phúc nhận quyết định phải về khi ông đang ở thế người kế nhiệm chức Tổng Bí thư, ông Trương Tấn Sang được cho là vào những ngày 11, 12, 13 xuất hiện ở Hà Tĩnh, sau đó là Hưng Yên. Rồi ông Sang về gặp một số nhà báo trước Tết Nguyên đán. Đây cũng là thời điểm tay hòm chìa khóa của phe ông là Nguyễn Cao Chí bị công an bắt kín không công bố. Ông Sang dường như đang giáo diết xây dựng người kế nhiệm ông Trọng. Nói trắng ra là đang âm mưu, ưu đồ quy tụ các thế lực để lật đổ ông Trọng để tìm người thay thế đảm bảo lợi ích cho các cánh của ông. Hiện giờ, ông Sang có sự ủng hộ của một số tỉnh phía Nam như Long An, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Mảnh đất Hà Tĩnh, nơi có nhiều ủy viên trung ương đương chức, gần như là căn cứ địa thứ hai của ông Sang. Nếu ông sắp xếp được với phe Hưng Yên, chắc chắn Tây Ninh cũng sẽ hùa theo. Lúc ấy, việc bàn bạc với phe Nghệ An
sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ông Sang chỉ cần đi một vòng vận động, sắp xếp những phe phái lớn, còn các phe phái nhỏ không thể đi hết. Ông dành việc đó cho cánh báo chí truyền thông của ông, họ sẽ đưa thông điệp giúp ông đến những phe kia. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam. Cánh báo chí của ông Sang và ông Phúc đang chỉ trích ông Trọng trên mạng xã hội về việc bắt bớ và hạ bệ Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị tùy tiện theo ý kiến cá nhân, làm cho các quan chức sợ hãi, chán nản, không dám làm việc. Đòi hỏi ông Trọng phải chịu trách nhiệm cùng ông Phúc. Thông điệp của những bài viết này muốn gửi đi các phe ủy viên Trung ương, các phe trung dung rằng nếu để ông Trọng làm tiếp thì số phận của các bạn rất bấp bênh và không kiếm trác được gì. Hãy cùng chúng tôi hạ bệ ông ấy xuống, chúng ta sẽ có một lãnh đạo mới, biết cách sắp xếp, phân chia hài hòa lợi ích mà không ai phải bị sự tùy tiện cả. Và rồi yên tâm đến với chúng tôi. Hoặc là qua những việc người Hưng Yên nắm Bộ Công an đến giờ vẫn chưa sờ đến những nhà báo cánh ông Sang, ông Phúc vì những sai phạm tiêu cực trước kia. Trái lại dường như còn dung túng để họ tha hồ viết bài chỉ trích ông Trọng, đòi ông Trọng phải từ chức. Chiều hướng ấy có vẻ đang lan rộng, cho thấy những người Hưng Yên cũng đang cân nhắc đề nghị của những người sắp xếp Trương Tấn Sang. Yếu tố Trung Quốc không thành vấn đề, việc thỏa thuận giữ gìn ổn định của họ đương nhiên sẽ được đảm bảo. Hà Tĩnh và Hà Giang là hai cầu mối thuận tiện với Trung Quốc mà ông Sang đã tính trước. Ứng cử viên mà ông Tư Sang lựa chọn vì để thuận lợi sẽ không động chạm đến phe lợi ích của các phe cũ. Lần đầu tiên trong mười mấy năm làm Tổng Bí Thư, chưa bao giờ có những chỉ trích ông Trọng từ những người như Hoàng Hải Vân, Hồ Thu Hồng, v.v. Làn sóng chỉ trích ấy đang được lan tỏa. Dấu hiệu của những cơn sóng đang trỗi dậy. Khi nó đánh thức hay liên kết được với những cơn sóng khác, số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng chấm dứt vào một ngày không xa. Quý vị và các bạn vừa xem bài bình luận của Người Buôn Gió với phần trình bày của Trung Khoa Thời báo.de, bản tin Mối nguy của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đất có thời, phe có vận. Có những điểm báo của đất trời hay do con người làm ra đôi khi trùng hợp với những nhân sự lớn trong triều đình. Chẳng hạn như cụ rùa Hồ Gươm giả quá, gặp phải nước quá bẩn, cụ ra đi. Từ đó quan lại thì kinh thành thay đổi xoành xoạch, thi nhau vào tù. Hay nước biển Hà Tĩnh bị xả độc, cá chết kinh thiên động địa. Nhưng từ đó trở đi, quan chức Hà Tĩnh lại thăng tiến ầm ầm. Lúc Cồn Cát và Hào Quang Quảng Nam xuất hiện, người ta diễn giải ứng vào phe ông Phúc, cuối cùng thì ngược lại, ông Phúc rớt lưng chừng. Đây là hình ảnh vầng hào quang ở Quảng Nam, núi Mã Đen, Tây Ninh có đám mây hình nấm. Một loạt quan chức Tây Ninh nối đuôi nhau thăng tiến vào Trung ương. Ông Nền làm Bí thư Sài Gòn, ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng, ông Lê Tiến Châu thay thế ông Quang làm Bí thư tại Hải Phòng. Nước Vệ, triều nhà Sản, năm vệ Kính Vương thứ 12. Các kinh đất đang được thịnh về đường quan lộ, nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh và Thanh Hóa, Hưng Yên. Tây Ninh đang mới hình thành, thế lực chưa mạnh. Đánh giá thì các ông ở Tây Ninh không ai có tai tiếng hoặc ít tai tiếng về tham nhũng tiêu cực. Ba vùng đất giáp nhau là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều là đất sinh ra những vua chúa, chủ tịch, tổng bí thư. Hiện nay, người của ba tỉnh này trong Trung ương chiếm rất nhiều, đặc biệt là Hà Tĩnh chiếm nhiều nhất. Trong Bộ Chính trị hiện nay có ba người gốc Nghệ An, đó là ông Trạc, trưởng ban nội chính, ông Thắng, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và ông Huệ, chủ tịch Quốc hội. Nếu ông Huệ là phương án kế nhiệm của Tổng Bí thư hàng thứ nhất, hàng thứ hai không ai xứng hơn là ông Thắng bởi với vai trò là chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đệ tử đắc lực của ông Trọng trong việc định hướng tư tưởng trong đảng, khi cần phải xử những đối tượng cao cấp và giữ vững ý chí cộng sản trong chế độ. Nếu tạm phân ra thứ hạng thì Nghệ An đang đứng đầu, Hà Tĩnh đứng thứ hai, Hưng Yên, Thanh Hóa, Tây Ninh đứng thứ ba. Trong vài năm tới, khả năng xếp hạng chỉ thay đổi ở ba hội đồng và cả ba này đang ở hạng đồng cân. Trong năm vùng đất này, những người Tây Ninh có vẻ ít điều tiếng nhất. Tai tiếng nhất là phe Hà Tĩnh là ông Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, người đã bảo vệ cho Formosa trong việc
họ gây ra thảm họa môi trường kinh khủng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu ông Hà được vào Bộ Chính trị cùng với ông Lê Minh Hưng, thì Bộ Chính trị sẽ có 3 người Hà Tĩnh là ông Trần Cẩm Tú, Lê Minh Hưng, Trần Hồng Hà. Trong đó, hai ông Hưng và Hà đều có cơ sở để thành Thủ tướng. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Thanh Hóa của ông Chính có khi sẽ lép vế trước Tây Ninh, đừng nói là vượt qua được Nghệ An, Hà Tĩnh, bởi ông Chính đang bị nhắm đến nhiều về vấn đề liên quan trách nhiệm ở vụ Quảng Ninh và vụ IC. Đất Hưng Yên nắm Bộ Công an và một số thứ trưởng nằm trong các bộ khác. Nếu Tô Lâm làm Chủ tịch nước, cùng lắm thì hết nhiệm kỳ này. Khi mà đàm phán để có thể chia ghế khóa 14, ông giỏi lắm chỉ đòi được 2 hay 3 ghế bộ trưởng cho người Hưng Yên là cùng. Ngoài vùng đất còn có các phe như phe công an và phe quân đội. Hai phe này luôn thế chiếm ưu thế trong Trung ương bởi họ là lực lượng giữ gìn và bảo vệ chế độ. Hiện nay, phe công an đang chiếm ưu thế lớn trong các phe khi có đến 5 ủy viên Bộ Chính trị là các ông như Lâm, Trạc, Bình, Nên, Chính. Dự toán tới đây còn có thêm ông Lê Minh Hưng đưa tổng số lên 6 người. Hai năm trở lại đây, một số các đại gia Việt Nam, người Việt ở Đức đều rì rầm, trông ngóng về phía ông Vương Đình Huệ. Họ khấp khởi hy vọng ông Huệ sẽ làm nắm tuyệt đối quyền lực trong chính trường để họ nhận được những cơ hội làm ăn. Sau chuyến đi châu Âu của ông Huệ, tất cả những doanh nhân người Việt sống ở châu Âu khi tiếp xúc với ông đều khẳng định ông Huệ sẽ là người cầm trịch đất nước trong tương lai. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, bài phân tích này chỉ có giá trị cho các quan chức chạy ghế và các doanh nghiệp chạy dự án tham khảo, tìm cách móc nối, tạo quan hệ để kiếm lợi. Mặc dù vậy, nếu những người Tây Ninh lớn mạnh và thành lãnh đạo chủ chốt thì ít ra cũng đỡ hơn được ít phần so với các lãnh đạo hiện nay xuất thân ở các vùng đất khác. Quý vị và các bạn vừa xem bài bình luận của Người Bươn Gió qua phần trình bày của Trung Khoa Thời báo.de với tiêu đề Đất có thời, phe có vận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.